Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng bật vô âm tín. Hôm 8 tháng 3, một số cư dân mạng nhắc chuyện ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam đã bật vô âm tín trên truyền thông nhà nước hơn 10 ngày qua. Ông Trọng vắng mặt trong lúc đã có ít nhất 30 người đã bị COVID hỏi thăm tại Việt Nam. Nhiều người dân ở các thành phố lớn đổ xô đi tích trữ lương thực, lo lắng dịch bệnh lây lan mạnh hơn. Lần gần nhất là ông Trọng xuất hiện trên báo là ngày 27 tháng 2 năm 2020, thời điểm ông đón tiếp các tân đại sứ ở Campuchia, Thụy Sĩ, Venezuela, Hy Lạp, Luxembourg, Paraguay và Jordan đến phủ chủ tịch để trình quốc thư. Trong hơn 10 ngày sau đó, công luận không còn thấy ông Nguyễn Phú Trọng hiện diện trong chương trình thời sự lúc 19 giờ trên đài truyền hình quốc gia VTV cũng như trong các bản tin của các báo lề đảng. Trên lý thuyết, người giữ vai trò chủ tịch nước được cho là cần có phát ngôn hành động kịp thời để an dân về những vấn đề liên quan đến đối nội và đối ngoại, cũng như sức khỏe của người dân và các mối quan ngại khác về chủ quyền quốc gia, thiên tai, dịch bệnh. Trong những ngày Việt Nam xác nhận có thêm 5 ca nhiễm COVID-19 và dân tình đang hoang mang, ông Nguyễn Phú Trọng phó mặc chuyện phát ngôn trấn an người dân cho chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc, cũng như Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Việc ông Trọng giữ im lặng trong những thời điểm quan trọng được công luận cho là đã có tiền lệ trong vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Anh hồi tháng 10 năm 2019. Trước đó, ông Trọng cũng được ghi nhận im thin thít suốt 4 tháng diễn ra sự kiện bãi tư chính, trong lúc đông đảo người dân bày tỏ sự phẫn nộ về chuyện chủ quyền quốc gia bị Trung Cộng xâm phạm nghiêm trọng. Đáng lưu ý, tuy không hề có phát ngôn hành động gì trong những vấn đề thời sự nóng bỏng liên quan đến người dân, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng rất nhanh nhạy trong vụ cấp tốc ký trao huân chương chiến công hạng nhất cho 3 công an thiệt mạng trong vụ tấn công Đồng Tâm hôm 9 tháng Giêng năm 2020. Điều này khiến cho người ta không khỏi nghĩ rằng đứng đầu nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ có một mối bận tâm duy nhất là nỗi lo mất đảng. Hồi tháng 8 năm 2019, luật sư Nguyễn Văn Đài hiện đang ở Đức từng chỉ trích trên trang cá nhân rằng ông Nguyễn Phú Trọng chỉ còn nỗi lo mất quyền lực, mất đảng, mất chế độ, trong lúc trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân chỉ là con số 0. Ở Việt Nam, sức khỏe của giai cấp lãnh đạo cấp trung ương được quy định là bí mật quốc gia. Đây không phải chỉ là quy định trên giấy tờ mà đã được biến thành luật. Luật bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua năm 2018 sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020. Như vậy, kể từ khi có luật, sức khỏe lãnh đạo được đặt ngang hàng với vấn đề an ninh quốc phòng của đất nước. Tất cả đều những thông tin bí mật không thể tiết lộ vì gây nguy hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Nói khác đi, đây là khu vực cấm, người dân không được quyền biết hay bàn ra tán vào. Hiểu cách khác, lợi ích quốc gia chính là sức khỏe của lãnh đạo. Điều này cho thấy đảng rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe của cán bộ, có thể còn chú trọng hơn việc bảo vệ quyền quốc gia. Bằng chứng là từ lâu, bên cạnh những ban bệ trong trung ương đầy quyền lực, đảng đã thành lập một ban rất đặc biệt gọi là Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. Hiện nay, cơ quan này được đặt dưới quyền của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, một bác sĩ giàu tài năng đóng kịch trong vụ Formosa. Vậy hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng hiện đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Mới đây, đích thân ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đã ký một quyết định bao gồm tất cả các nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của ban này. Theo đó được giao đến 9 nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện một cách tổng quát chính sách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe những cán bộ do Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lan tràn khắp thế giới và không chừa một ai như hiện nay, Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe này sẽ tỏ ra rất đắc lực và tác dụng một khi Trung ương Đảng ngã bệnh hàng loạt như bên Iran. Trước đây, thời của ông Nguyễn Quốc Triệu, người tiền nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nhiều fan cơ quan này đã chứng tỏ năng lực xuất chúng của mình. Và vừa rồi đây là ông Nguyễn Chí Dũng, người là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cùng một số nhân vật khác đi công du châu Âu, đặc biệt là Anh, đã mang về căn bệnh virus corona 19
và hiện nay có lẽ đã đang lan ra rất rộng trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy ông Nguyễn Phú Trọng có phải là một trong những kẻ đã bị dính bệnh này hay không? Như trong trường hợp Ủy viên Bộ Chính trị Hụt Nguyễn Bá Thanh, rồi tiếp theo là Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được cơ quan của ông Triệu bảo vệ và chăm sóc cho tới ngày qua đời. Năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột quỵ trong chuyến đi Kiên Giang, nếu không có ban của bà Nguyễn Thị Kim Tiến lo toan, không chắc gì ông Trọng còn có thể đi đứng lựng chựng như hiện nay. Tuy nhiên, luật là luật nên tin tức về sức khỏe lãnh đạo vẫn là bí mật quốc gia, chìm trong bóng tối. Nghĩa là sẽ không ai biết các quan chức cao cấp ấy vì sao mà qua đời và qua đời vì chứng bệnh gì. Ông Trọng đã từng nói hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng bởi lòng yêu thương đó mà người ta càng chú ý đến sức khỏe lãnh đạo, muốn biết lãnh đạo sống hay chết, bệnh hoạn ra sao. Nhưng tiếc thay, người dân lâu nay chỉ nhận được sự im lặng bởi bức tường thành bí mật quốc gia, do đó tin tức trên mạng xã hội trở thành những nguồn tin chính xác không ngờ, nhưng bị nhà nước liệt vào tin bịa đặt của các thế lực thù địch nhằm bêu xấu lãnh đạo. Vậy thử hỏi thực chất của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương là gì? Thứ nhất, đây là một loại bệnh viện cao cấp trá hình đặc biệt dành riêng cho giai cấp đặc quyền đặc lợi. Đây cũng là nơi tập trung máy móc dụng cụ kỹ thuật y tế tối tân nhất thế giới, cũng như những loại thuốc men đặc trị đắt tiền nhất thế giới mà các bệnh viện thông thường cho nhân dân không bao giờ có. Sự phân biệt ấy cho thấy một cách rõ ràng quan điểm giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có giai cấp nào khác ngoài giai cấp lãnh đạo mới xứng đáng được hưởng quyền lợi tối ưu ấy. Thành phần bị trị bên dưới chỉ là thứ yếu. Thế mà từ trước đến đây, từ những ngày đầu chen chân vào cuộc đấu tranh chống ách đô hộ thực dân Pháp, những người Cộng sản đã cổ suý cho một cuộc đấu tranh giai cấp xóa bỏ người bóc lột người, bên cạnh việc đề cao chủ nghĩa yêu nước để quy tụ nhân dân dưới lá cờ của Việt Minh. Người dân ấy chưa hề biết Cộng sản là gì, cũng như giai cấp công nhân là gì, có hay không có giai cấp công nhân và tại sao nó đột nhiên trở thành giai cấp tiên phong lãnh đạo cách mạng. Để thực hiện những giáo điều căn bản của chủ nghĩa quốc tế vô sản, cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ những năm 1953 đến năm 1956 đã cào bằng nông thôn, đưa nông dân lên địa vị làm chủ trong nước mắt và máu của địa chủ ác ôn trong các cuộc đấu tố dưới sự hướng dẫn của cố vấn Trung Cộng. Còn công nhân, những người làm chủ xí nghiệp nhà máy, tức là làm chủ tập thể mà theo ông Lê Duẩn nói là một trong những ba phát minh vĩ đại của loài người, đó là sự lừa gạt lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lừa gạt này trong vai trò người dẫn đường để làm thay đổi một xã hội thuộc địa, rốt cuộc Đảng đã thành công trong việc tạo ra một thành phần thiểu số rất chuyên chính, rất hùng biện và ngụy biện, nhưng chiếm hết đặc quyền thu gom đặc lợi cho mình. Ủy ban chăm sóc sức khỏe Trung ương là một bệnh viện thuộc dạng như những hotel 5 sao để phục vụ cho những đầy tớ của nhân dân, mà ở đây họ được quyền dùng những thứ máy móc hiện đại nhất của thế giới, thuốc men hiện đại nhất của thế giới, những thuốc men hiếm có nhất trên thế giới. Trong khi đó, những ông chủ của các vị đầy tớ này thì 3-4 người nằm chung trên một chiếc giường bệnh vừa chật chội vừa bẩn thỉu ở khắp mọi nơi trên mảnh đất đau thương hình chữ S. Đó là những giai cấp cán bộ đảng mà ngay trong việc chữa bệnh cũng hoàn toàn đứng riêng ở một vị trí cách biệt với nhân dân thông qua một ban đảng mà chính là một bệnh viện trá hình cao cấp. Trong khi đó, nhân dân là những người được kêu gọi đóng góp to lớn với danh nghĩa đóng góp cho sự phát triển đất nước thì trả tiền cho sự chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện công. 7-8 người chen nhau ở một chiếc giường, 2-3 người ở bên trên và 4-5 người nằm ở bên dưới. Đó là sự thất bại sâu sắc nhất không cách gì che giấu được của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay, khi tự hào là một thể chế do dân và vì dân. Thứ hai, tự mình đặt ra luật lệ coi sinh mệnh cá nhân là bí mật quốc gia, không khác gì sinh mệnh của đế vương thời xưa. Điều này cũng chẳng làm ai ngạc nhiên vì một cán bộ cao cấp trong bộ máy tuyên truyền của Đảng đã nói Đảng Cộng sản tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc.
Đồng hóa đảng và dân tộc trước sau cũng chỉ nhằm mục đích giữ chắc vị trí của Đảng Cộng sản, cho rằng ai có thể thay thế mình. Lòng kiêu hãnh và sự tự tôn cao độ ấy đẩy những người Cộng sản vào tình trạng hôn mê chủ nghĩa ngày càng xa rời với dân tộc. Nói sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia chẳng những là sự ngụy biện trơ trẽn mà còn để che giấu những điều mà Đảng cho là bất lợi cho chế độ. Sự mập mờ ấy tưởng chừng như xây được một giáo đài, một pháo đài bưng bít dư luận, nhưng xem ra càng bưng bít, chế độ độc tài càng nhận nhiều phản ứng ngược lại. Thật sự, Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây càng ngày càng lo sợ sự diễn biến tư tưởng trong một số lớn đảng viên, do đó không có thứ bí mật nào của Đảng không bị tiết lộ dưới ánh sáng mặt trời. Tóm lại, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra luật quy định về sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia, chính là lúc sức khỏe của Đảng đã đến lúc mỏi mòn trên giường bệnh mà Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương của bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đành phải bó tay. Và hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng thực sự ông còn sống hay đã chết, đó cũng là một bí mật quốc gia. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.